xuất khẩu được chưa chị? Được anh, em đang xuất đi mà. Xuất nhiều không? Nhiều chứ, bên em là làm theo đơn đặt hàng mà. Xuất là chủ yếu qua đâu chứ? Đi châu Âu là nhiều. Bán bao nhiêu cái sản phẩm đang làm tre này, bao nhiêu sản phẩm? 500 sản phẩm, 500 cái. 300.000 á. Hàng này của em xuất khẩu mà. Cái bộ nồi ghế đó là nhiêu chị? 48. Yeah.